có rất nhiều những cái tên đã từng thi đấu tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Basitnya dari Malaysia. Đây là đội hình của U22 Việt Nam, vẫn là những cái tên quen thuộc đã thi đấu tại những trận đấu tại vòng bảng. Chỉ có một sự khác biệt, đó là ngày hôm nay Nguyễn Ngọc Thắng hiện trong đội hình chính thức để thay thế cho Vũ Tiến Lộc. Bị hướng tới trận bán kết thứ nhất của môn bóng nam tại SEA Games 32. U22 Việt Nam là những cầu thủ mặc áo màu trắng ở phần sân phía tay phải và nhỏ các bạn trong hiệp đấu đầu tiên. Và lượt cuối là trận thắng trước đội chủ nhà Campuchia với tỷ số 2-1. Đã có tình huống phạm lỗi. Khả năng ném biên tuyệt vời của Ahan không khác gì một quả tạt. Và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ U22 Indonesia. Một tình huống dâng lên bất ngờ của Cô Mang. Một pha bóng có thể nói là khá đột biến của đội bóng đến từ xứ vạn đảo. Đây là một miếng đánh mà có lẽ là hàng phòng ngự của U22 Việt Nam đã bị bất ngờ. Mọi người đều tập trung rất nhiều vào Ricky Ritho hay là Witan Suleiman, những người đang tập trung trong khu vực cấm địa. Nhưng chúng ta hãy nhìn Cô Mặc. Cô Mặc có thể hình tốt, đã rất mạnh mẽ băng lên và dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc là trong tiếng vừa rồi thì các trung vệ của đội tuyển U22 Việt Nam đã không làm chủ được không gian phía trước khung thành của thủ môn Quang Thịnh đã đón hụt trái bóng là tương đối tích cực. Chúng ta đã mạnh dạn đẩy cao đội hình và tìm kiếm được sự gắn kết trên hàng công. Văn Tùng kết là cú xoay người dứt điểm ở cú thế khó của Văn Tùng đã chưa thành công. Nhưng đó là những tín hiệu chúng ta đã đưa bóng được đến 1/3 phần sân của đối phương, đã tạo ra được những pha phối hợp có tính gần kết cao. Chúng ta cần duy trì điều này trong quãng thời gian sắp tới. Văn Tùng đủ khôn ngoan để có thể có lợi thế sau tình huống ném biên của các đồng đội, nhưng tư thế dứt điểm tự do ở khu vực tuyến giữa của U22 Indonesia. Sanata dứt điểm không nguy hiểm của Sanata, những tình huống phối hợp. Chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp cơ bản giữa Marcelinho, Witan và Santana. Pha phối hợp trung lộ trực diện với một phong cách. Ngọc Thắng. Không chế bóng bước một không tốt của Levando và sau đó pha cao chân của số 7 bên phía U22 Việt Nam đã phải nhận thẻ vàng. Lối cao chân là rất rõ ràng. Rất nguy hiểm. Bagas. Văn Chuẩn đã cứu thua. Một tình huống phòng ngự xuất sắc của Quang Văn Chuẩn. Mình có rất nhiều lỗ hổng trong phòng ngự của U22 Việt Nam. Vâng, đúng là trong tiếng vừa rồi thì đã có một khoảng trống tương đối lớn. U22 Việt Nam đang tập trung tấn công bên phía cánh trái và phần sân ngược lại. U22 Indonesia cũng thường xuyên tập trung bên phía cầu thủ cánh phải với sự cơ động của Faza. Có lẽ đây là đòn trả đũa của Ahad Ramata. Thẻ vàng dành cho số 12 bên phía 22. Rất hay. Minh Trọng đứng hai. Văn Tùng tình huống xử lý quen thuộc của Văn Tùng. Đáng tiếc là không có bàn thắng thôi. Rất nhiều những pha bóng tấn công triển khai theo hướng này đã được các cầu thủ trẻ của chúng ta khai thác cách tuyệt vời và xử lý rất hay của Minh Trọng. Trong pha bóng vừa rồi, thực ra nếu như Văn Tùng bỏ bóng và bóng đến vị trí của Thanh Nhàn ở phía sau có lẽ là thuận lợi hơn. Nhưng Văn Tùng vốn dĩ đã là một sát thủ bẩm sinh, có cơ hội thì anh sẽ tận dụng cách tối đa. Sức ép đã được tạo ra và bàn thắng đã đến. Vẫn là Văn Tùng, bàn thắng thứ 3 của Văn Tùng bằng đầu và bàn thắng thứ 5 của cá nhân anh tại giải đấu năm nay. Tuyệt vời. Không quá lâu sau tình huống dứt điểm đầu tiên của Văn Tùng trong trận đấu này, một pha xoay compa để dứt điểm đi trên khung thành là cú đánh đầu ngược và ghi bàn thắng cân bằng cách biệt cho đội tuyển U22 Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng vẫn là cái đầu của Văn Tùng. Quả treo bóng là của Đức Phú. Vâng, đúng là Văn Tùng. Thực sự là hết nhạy cảm. Quả thắng quá đẹp của Văn Tùng, và nó cho thấy được bản năng sát thủ của tiền đạo Hà Xuân Chiến bên phía U22 Việt Nam. Đó là một pha bóng rất khó anh Tùng ạ. Vâng. Bởi vì ở phía trước Văn Tùng bị che. Tuyến hai không được. Cú sửa bóng của Thái Sơn. Cắt bóng rất quyết liệt. Và mang lên cùng cô mang. Đã có lỗi của cầu thủ Indonesia, nhưng ngay lập tức sau đó là một loạt những tình huống có dấu hiệu của sự thiếu kiểm soát. Cả cầu thủ Indonesia cũng như những cầu thủ của đội tuyển U20 Việt Nam đều là những con người còn rất trẻ. Họ rất dễ bị rơi vào tình trạng thiếu kiểm soát. Nằm sân vào lúc này đang là một cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam. Người đầu tiên phạm lỗi là Cô Mang. Sau đó thì Võ Minh Trọng đã bày tỏ sự bức xúc của mình và kéo theo một loạt những tình huống có thể nói là rất thiếu kiểm soát của cầu thủ Indonesia. Đây là pha lên bóng của cầu thủ U22 Indonesia. Nguy hiểm. Pha lướt đi rất nhanh và có cú dứt điểm. Đó là pha dứt điểm của Sanata, mũi nhọn chơi cao nhất tràn tấn công của U22 Indonesia. Trước đó là đường truyền của Witan Suleman Ferry, cũng là một trung vệ có chiều cao rất tốt. Ahad Pramata. Bắn vào chuẩn. Cú đá của Marcelinho rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đối thủ U22 Indonesia. Từ hai quả ném biên của Ahad Pramata, chúng ta đã để thủng lưới hai bàn. Lần này Quang Văn Trần đã đoán được bước một tốt, chúng ta lại thua ở bóng hai. Không có tiền vệ nào kiểm soát khu vực trước từ 16m50. Lê Văn Đô đứng xem. Có vẻ như bóng đã khẽ chạm vào chân của trung vệ Ferrari. Có lẽ là bàn thắng sẽ được tính cho Ferrari. Cái duyên của các trung vệ bên phía U22 Indonesia. Rất đáng tiếc cho tình huống phòng ngự vừa rồi của đội tuyển U22 Việt Nam. Đầu tiên là cú đẩy bóng của Quan Trần. Nếu như là một pha cản phá tiêu chuẩn SEA Games 32, nhưng cách mà các cầu thủ U22 Việt Nam đang tiếp cận ở những phút tiếp theo, tôi cho rằng là hợp lý. Thẻ vàng thứ hai cho Anand Pramata, và đó sẽ là thẻ đỏ dành cho cầu thủ hậu vệ biên trái của U22 Indonesia. Một quyết định rất chính xác của trọng tài Hegon Kim. Một tình huống phạm lỗi từ phía sau và ngăn cản tình huống băng lên của Đức Phú. Ahad xứng đáng với chiếc thẻ vàng này. Và từ phút này trở đi, chúng ta sẽ chơi hơn người. Hiệp 1, Ahad Pramata đã phải nhận một thẻ vàng. Và pha bóng này thì hoàn toàn xứng đáng với chiếc thẻ vàng thứ hai. Không hề có sự nhân nhượng nào đến từ trọng tài Hegon Kim, của trọng tài đến từ Hàn Quốc. Chắc chắn là đã có tác động của Ahad trong tình huống vừa rồi ở trục dọc của U20 Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan. Vừa có thêm một cú dứt điểm từ phía cầu thủ áo trắng. Cú đá không trúng đích. Đó là pha dứt điểm của Khúc Văn Khang. Nguy hiểm. Đó là cách mà các đội chuyển đầu. Đội. Vâng.
Người được lựa chọn là Đinh Xuân Tiến. Bóng bật chân Đinh Xuân Tiến và đi vào lưới chứ không phải là một pha dứt điểm có ý đồ chủ động của tiền vệ đến từ số 5 Nghệ An. Không sao cả, không sao cả. Vấn đề là áp lực của chúng ta, vẫn là cách mà chúng ta áp đặt được lối chơi và chúng ta tận dụng được thời cơ. Một pha đá phản chứ không phải là pha ghi bàn của Đinh Xuân Tiến. Những áp lực mà U22 Việt Nam tạo ra là đủ lớn để khiến cho đối phương phải mắc lỗi. Đó là điều quan trọng. Ngọc Thắng đã dâng cao để hỗ trợ tấn công. Và có vẻ như những quả tạt của U22 Việt Nam cũng có ý đồ, vì nó luôn luôn là những quả tạt ở tầm thấp và bóng đi cực kỳ khó chịu. Chính xác là như vậy. Rõ ràng không phải là những pha bóng bổng để có thể khiến cho các trung vệ có tầm vóc của U22 Indonesia có thể phát huy được khả năng kiểm soát đường truyền ở trung lộ. Văn Trường, rồi Văn Khang. Nhịp chơi tôi nghĩ rằng như thế là hợp lý anh Phương Nam ạ. Không cần phải vội. Rất hay, rất rất hay, rất nhịp nhàng. Mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ tình huống dứt điểm cuối cùng của Quốc Văn Khang. Pha đỡ bóng bước một và quyết định quất chân phải cũng là một quyết định nhanh. Những cầu thủ đang chơi tại SEA Games 32 không phải là những người được đánh giá quá cao về những phẩm chất cá nhân. Rất nguy hiểm. Đó vẫn là Văn Tùng với những tình huống dứt điểm một chạm. Và một lần nữa Văn Tùng cho thấy được kỹ năng chơi đầu của mình hay như thế nào trong tình huống bay người đánh cầu lái bóng về phía góc xa vừa rồi. Một đường truyền hơi nhẹ của Thái Sơn, nhưng Văn Tùng đã biết cách lướt lên trước mặt Ferry và thực hiện công tác đánh đầu lái bóng rất kỹ thuật. Lần này thì tài năng của thủ thành Enado đã cứu thua cho các cầu thủ U22 Indonesia. Đề Guamda rất may. Thẻ vàng, lẽ ra phải có thẻ vàng cho Ricky Riho với tình huống chơi bóng thiếu fair play như vừa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Có thể nói đây là một pha dùng tay chơi bóng được không anh Tùng? Ivan. Rất tiếc là chúng ta đã để thua ở phút bù giờ thứ 6. Một tình huống phản công kinh điển của U22 Indonesia. Pha xử lý xuất sắc của Tofani. Bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 6. Thật sự là rất đáng tiếc cho đội tuyển U22 Việt Nam. Thời gian còn lại của hiệp thi đấu này vẫn còn, nhưng có lẽ là cực khó để có thể thay đổi được tình hình. Trước tình huống để thua này thì chúng ta đã chứng kiến một vài pha bóng mà đội tuyển U22 Việt Nam cho dù có đông người nhưng chơi phòng ngự không thật sự triệt để. Và với cú đá có thể nói là sắc như dao cạo vừa. Nhưng cội vẫn còn về mặt thời gian. Dứt điểm. Tình huống dứt điểm là của Đinh Xuân Tiến. Một pha dứt điểm chất lượng. Một lần nữa bóng vẫn rất gần với vị trí của Enando. Alhamdulillahirrahmanirrahim guys. Akhirnya Indonesia menang melawan Vietnam dengan skor 3-2 ya. Alhamdulillah. Dan Indonesia bisa melangkah menuju babak final. Nah, mudah-mudahan di babak final nanti Indonesia juga, harapan saya juga bisa menang, dan juga harapan seluruh rakyat Indonesia juga bisa menang ya guys ya. Mudah-mudahan saja, kita doakan saja. Dan memang kalau kita lihat permainan Vietnam itu tadi sangat kasar sekali ya, keras sekali, hingga menyebabkan akhirnya Arhan mendapatkan 2 kali kartu kuning yang mengakibatkan Arhan terus kena kartu merah hingga akhirnya timnas bermain dengan 10 pemain. Meskipun bermain dengan 10 pemain, alhamdulillah atas kuasa Allah Indonesia bisa menang di detik-detik terakhir ya. Itu tadi detik-detik terakhir akhirnya Indonesia bisa menambah 1 gol. Akhirnya Indonesia mendapatkan 3 poin, 3 gol dan Vietnam 2 gol. Ya, itu tadi ya guys, video reaction yang kita lihat bersama-sama, video highlight antara Indonesia dan Vietnam. Nah, mudah-mudahan di
babak selanjutnya di final nanti kita doakan dan kita harapkan mudah-mudahan timnas akan bekerja keras, berjuang lebih keras lagi untuk melakukan hal yang terbaik, bisa melakukan hal yang terbaik dan bisa menjadi juara di SEA Games ini ya. Walaupun kemarin itu kalau kita lihat ya pelayanannya ya, tahu sendiri Anda di saat SEA Games ya disediain kursi plastik, terus ya kayak gitulah seperti yang Anda lihat di media-media lainnya itu tadi ya. Ya seperti itu, dan mudah-mudahan dengan hal seperti itu tidak mematahkan semangat timnas Indonesia, dan semoga itu bisa menjadikan sebuah spirit, dorongan untuk timnas kita untuk maju lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan bisa menjadi juara di SEA Games ini. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.